Tại sân bóng đá mini Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đức Đỏ, đội bóng đá U13 huyện Đức Đỏ và huyện Xuyên Mộc có trận đấu giao hữu trước thềm giải bóng đá thiếu niên di động Cúp truyền hình BRT năm 2023. Trận đấu giao hữu giữa U13 huyện Đức Đỏ và U13 huyện Xuyên Mộc diễn ra hết sức sôi nổi, hấp dẫn với sự cổ vũ nhiệt tình của các vận động viên. Thông qua trận đấu sẽ giúp ban huấn luyện của hai đội bóng có sự lựa chọn tốt nhất về nhân sự để xây dựng lực lượng, lối chơi cho đội tuyển của mình tại giải bóng đá thiếu niên di động Cúp truyền hình BRT năm 2023, dự kiến khởi tại sân vận động Bà Rịa.